rất là lớn ở ngay bên cái bờ biển của Côn Đảo. Giờ thì tôi sẽ thử khám phá cái biển còn nguyên sơ này của Côn Đảo. Đây là nằm trên cái tuyến đường ra sân bay Côn Đảo đây. À, cái bàng này thì rất là to. Đây là con đường ra Côn Đảo. Đó, có một cái tảng đá ngay bên cái cây. Ở Côn Đảo thì rất là nổi tiếng với những cái cây bàng. Và cũng không thể đoán được là cái cây, cái bàng này là bao nhiêu tuổi, nhưng nó quá lớn. Ngay phía bên dưới của cây bàng này là đã là những cái, cả một cái dải đá và bờ biển. Chào các bạn, tôi đang có mặt ở một cái bãi biển rất là hoang sơ ở trên đảo Côn Đảo á. Thì trên cái đường đi từ trung tâm Côn Đảo đến sân bay thì đây nó nằm ở cái đoạn giữa, và ở đây thì có những cái cây bàng nó được mọc lên rất là cao, và có một cây bàng rất là to. Còn đây là cả một cái bãi đá, và đặc biệt là cái biển thì rất là đẹp. Và bây giờ thì chúng ta hãy xem là cái bãi biển này thì liệu có tắm biển được không. Và ở đây thì gần như còn rất là nguyên sơ và rất là ít người mà khám phá ở chỗ này. Đây là một cái phiến đá. Rồi, tôi thử trèo lên đây. Phiến đá cũng rất là rộng. Bên dưới này là giáp mép nước luôn. Và nếu mà chúng ta có thể chụp ảnh được ở đây. Đó, một cái, đây là cái phiến đá. Xung quanh có rất nhiều những cái tảng đá lớn. Khi mọi người ra đây thì lưu ý những cái tảng đá mà bắt những cái rêu như thế này là rất là trơn. Do đó là cẩn thận không sẽ bị ngã ở những cái tảng đá này đấy. Đó, những cái tảng đá mà nó phủ lên một cái lớp bùn, lớp rêu đó là rất dễ bị trơn trượt như thế này. Nên nếu bạn nào mà đi vào những cái khu biển như thế này thì phải chú ý, nước thì rất là trong nhưng những tảng đá thì cũng rất là trơn. Ở đây thì người ta cũng đã có những người ra du lịch, tuy nhiên là cũng có những người sau khi uống xong những cái chai nước như thế này, ở Việt Nam thì rất là phổ biến dùng các cái chai nước thế này. Và khi nãy thì chúng tôi cũng thấy có một cái chị hình như người dân ở đây đi nhặt các cái chai ở bờ biển. Tôi có thể nhặt cái chai này tí đưa cho chị. Lại có một chiếc chai nữa được vứt ở đây. Đây là các cái đống chai mà chị đã thu nhặt được. Chị ơi, cái chai này có phải vứt vào đây không? Rồi. Chị không mang cái túi gì đựng à? Thế làm nào lấy về được? À, có bao rồi. Thế lần sau mình phải mang sẵn mấy cái bao đi chứ. Này vừa tốt cho môi trường, vừa nó sạch biển chứ không có. À, thế à? Ở chỗ nào vậy? Cứ đi là đến ạ. Được chưa? Đó là ngoài đảo lúc nào nó cũng dễ sống hơn đất liền. Mà ngoài này nó bình yên lắm. Nó không có trộm cắp, không có những cái thứ phức tạp của. Người ta không sống, có cướp giật. Đúng rồi. Chạy đâu, đảo nhỏ xíu đâu chạy đi đâu được đâu. Thế nên người ta sống nó rất là tình cảm đúng không? Ừ. Đúng lại là trộm cướp thì đâu chạy đi đâu được đâu. Đúng rồi. Cũng vòng vòng đây, cướp giật thì nó cũng giống nhau.